855 DSB River Eco chống hú livestream ha. Đây thì mẫu mạch này nó công suất là 170W đến 300W, cho phép mình tải 4 lo 4 tấc đơn, 5 tấc đơn con 65 hoặc là cặp bát 3 tấc ha, đánh ok ha. Thì đây là IC set 3855 ha. Đây mở ra lo này, hai cục kháng này ha, ok ha. Đây phần kích áp này, đây mạch nguồn xung này. Thì đối với ba mạch này mà cho phép mình sử dụng là điện 220 hoặc bình ắc quy đó. Ok, mình đang kết nối với micro không dây này ha. Đây đây phần nó ra kết nối micro không dây cho đây này ha. Ok, thì đây mình đang kết nối với cái hít pin ha, hít xịn ha. Thì đây cái phần lập trình á, Eco Revert á, đây mình cũng giới thiệu qua cho các anh em. Đây nó có mic echo, mic đeo, mic bass, mic chép. Thì mình xem mic echo là mic effect ha, mình tăng lên hết cỡ ha, tăng hết cỡ. Mình chỉ chỉnh mic đeo thôi. Mic đeo là nó chỉnh reverb và echo. Nếu chỉnh gì bên tay trái á thì nó là reverb ha. Đó. Thì chở 50% á là reverb echo. Còn tối đa là nó thêm về echo ha. Đây. Đây còn chỉnh đây ha. Có guitar volt nè, chép bass volt nè ha. Ở dưới này có nhiều cái hiệu ứng hay để mình livestream. Đây. Livestream này ha, để cho mình sử dụng chức năng livestream ha. Này đối với mẫu mới này nó trao đổi dữ liệu qua cổng OTG luôn ha. Đó, hai with in, hai with out. Hai cổng mic, một cổng guitar ha. Ok, thì đối với mẫu mạch mới này cái tiếng reverb nó mềm lắm ha. Rất okay, rất là mượt ha. Đây mình thử cái tiếng micro cho các anh em. Nó có chống hú ha, cho phép mình ngồi trước lo luôn ha, mình đang ngồi sát lo luôn á, xem như sát lo luôn. 1 2 3 4 quan trọng là nghe lo chép luôn nè, đây nè, nghe lo chép luôn, sát luôn, ôm sát cái lo luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 thì đây mình đang chỉnh mic đeo là mình đang đỡ phối reverb echo á, giờ mình tắt liền cái tiếng reverb cho các anh em nè. 1 2 1 2 1 5 5 5 đó, cái tiếng thì đối với cái mẫu mạch này nó đặc biệt lắm, nó kéo nhẹ thôi ha, kéo nhẹ thôi ha đó, chứ nó không phải kéo dài nó thành nó ù ha, kéo nhẹ thôi đó. Thì tiếng ca mình nó mới hay được. 1 1 2 3 4 5 6 6 Okay, thì mình đang test với một cái thùng lo test nhanh thôi, một bát một chép thôi ha. Đó. Thì nếu mình muốn hay hơn nữa mình lắp thêm lo chung ha, để lời ca nó tốt hơn. Okay, giờ mình chỉnh thay đổi cái mic đeo này cho các anh em. Đó. Mình chỉnh qua phải luôn, coi thử. 1 2 3 4 5 6 6 6 7 9 10 Okay, thì đối với cái mẫu mạch này ha, nó có tiếng thì vượt echo rất là hay ha, rất là mượt ha. Mình quan trọng là chống hú này, kê gần lo luôn á. Đây thử cho các anh em khi nào nó hú, nó khi nào nó hú đó, phải đẩy thẳng cái mic vô hả. Mà có ai mà ngồi dí cái mic vô không? Không thở ha. Mình chỉ ngồi sát lo mà mình đưa vô miệng thôi chứ mình không thở. Lấy cái mic vô mình dí vô lo ha. Đó. Thì khi nào nó hú? Thì khi mình đẩy cái mic vô đẩy vô lo chép luôn. Nó mới hú được.
một hai thứ sáu thứ sáu năm thứ sáu thứ sáu đó thì phải chắc chắn một điều là phải có chống hú ha, phải lập trình chống hú. Đây là dạng lập trình DSP lập trình ha, thì nó mới không bị hú được ha. Đây mình thử nhanh về phần nhạc các anh em. Mạch này mình đang thử cho nó bắt con số 5 nè ha. Thì con 51 tuần 4 ha. Đó. Thì đây mình đang thử nhanh thôi ha. Còn đối với cái mẫu mạch này nó đánh ok cho cái bắt con 65 luôn ha. Ok. Thì đương nhiên là mình quay qua điện thoại thì mình sẽ thử nhanh cho các anh em thôi, thì nó sẽ phản ánh một phần thôi ha, không có cái lực bát nó sẽ không mạnh nhất ha. Mình phải test thực tế, nếu các anh em nào ghé qua chỗ mình thì mình sẽ test ha. Ok, thì ở đây mình thử nhanh một đoạn cao cơ xem nó cao cơ cái tiếng việt vật một hay không ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
á, thì mình thử đây lại cái tiếng reverb echo cho các anh em nghe lần nữa ha, để nó bực cái nào ha. Một hai một năm năm sáu 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 cái không này bật này sáu sáu tám chín một hai sáu. Ok, thì đối với cái mẫu mạch này á, cái chạy CS 3855 ha, thì đối với cái mẫu mạch này nó cho mình công suất là 170W đến 300W ha, đánh lò 4 tắc đơn, 5 tắc đơn, 3 tắc đôi ha. Đó, 4 tắc đơn, 5 tắc đơn, còn 65 đánh ok ha. Sử dụng bình ắc quy điện 220 ha, có nguồn xung đây. Đây, bo mạch tích hợp trên một bo ha. Thì các anh em thấy không? Cái chất lượng của cái bo mà tích hợp trên một bo ha. Đây. Dí thẳng vô lo chép cho các anh em và thử nó có hù xì không, có một tiếng nhỏ, cho dù tiếng nhỏ cũng không có ha. Đây, đây mình đang tăng volume lên luôn nè. Đây, tắt nhạc đi, tắt nhạc. Đây, tăng volume lên luôn nè, để kiếm thử cái âm nhiễu ha, để kiếm thử âm nhiễu không có. Đó, nếu như bò nào mà có âm nhiễu là bỏ qua ha, không sử dụng. Ok.